Kính thưa quý chủ tọa đoàn cùng toàn thể quý vị thầy cô và đồng nghiệp, để tiếp nối các chủ đề trong kết khoa học về bệnh lý ngừng thở khi ngủ, ngày hôm nay em xin phép được trình bày bài báo cáo với chủ đề hội chứng ngừng thở tắc nghẽn và các biến cố về tim mạch. Như quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp đã biết thì các bệnh lý cũng như các biến cố về tim mạch là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tỷ lệ tử vong cũng như là gánh nặng bệnh tật trên toàn thế giới. Và song song với việc phát triển các kỹ thuật can thiệp về tim mạch cũng như các y thuật chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về tim mạch giúp cứu sống rất nhiều bệnh nhân, thì hiện tại các xu hướng cũng như là các nghiên cứu và các biện pháp điều trị đang nhắm đến các yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch, trong đó hội chứng ngừng thở khi ngủ là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng mà dường như chúng ta đã bỏ quên trong những năm vừa rồi. Về hội chứng ngừng thở khi ngủ thì hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn là một trong những dạng hội chứng ngừng thở khi ngủ phổ biến nhất và có cái mối liên quan chặt chẽ đến các cái bệnh lý về tim mạch. Nói về hệ tim mạch và giấc ngủ thì giấc ngủ của chúng ta không phải là một trạng thái đồng nhất. Giấc ngủ bao gồm các cái giai đoạn ngủ chuyển động mắt không nhanh, còn gọi là REM, và các giai đoạn giấc ngủ chuyển động mắt nhanh gọi là REM. Và các cái biến cố tim mạch xảy ra trong giấc ngủ ở cả cái giai đoạn REM và REM bởi những lý do sinh lý khác nhau được quyết định bởi từng giai đoạn của giấc ngủ và những cái thay đổi huyết động trong từng giai đoạn đó. Giấc ngủ REM thì được đặc trưng bởi sự giảm đồng thời hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, cùng với đó là tăng trương lực cơ và khó giao cảm. Do đó, ở trong giấc ngủ REM thì huyết áp của động mạch cùng với nhịp tim có xu hướng giảm dần, dẫn đến cái cung lượng tim giảm. Còn trong giai đoạn giấc ngủ REM thì nhịp tim và huyết áp có xu hướng tăng lên từng lúc, liên quan đến cái tăng hoạt tính của hệ giao cảm xảy ra ở trong cái giấc ngủ REM. Và chúng ta nhận thấy là cái thời điểm mà xảy ra biến cố tim mạch hay gặp nhất trong đêm đó là thời điểm nửa đêm đến 2 giờ sáng, từ khoảng 5 giờ đến 6 giờ sáng, khi mà giấc ngủ REM chứng như thế, cùng với cái đặc điểm đó là tăng hoạt tính của hệ giao cảm dẫn đến thay đổi cái huyết động về huyết áp cũng như là nhịp tim của bệnh nhân. Ở đây trên biểu đồ này chúng ta thấy rằng tương ứng với những cái giai đoạn giấc ngủ REM là những cái giai đoạn mà được đánh dấu màu xanh trên cái biểu đồ giấc ngủ. Thì chúng ta thấy rằng so với giai đoạn giấc ngủ REM thì huyết áp của bệnh nhân, cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương của bệnh nhân tăng lên tương ứng với những giai đoạn mà trùng vào giai đoạn giấc ngủ REM. Điều đó cho thấy là hoạt tính giao cảm của bệnh nhân tăng lên, dẫn đến những thay đổi về huyết áp, về nhịp tim, về huyết động của bệnh nhân trong giấc ngủ REM qua cái sơ đồ minh họa này. Và đối với một cái giấc ngủ bình thường thì nó sẽ có những cái tác động đến hệ tim mạch, đó là làm giảm hoạt tính giao cảm, làm giảm huyết áp, làm giảm nhịp tim, và giảm các cái tốc độ chuyển hóa của cơ thể để giúp cho cơ thể nói chung cũng như là hệ tim mạch có cái cơ hội để nghỉ ngơi, để tái tạo năng lượng và tránh được những cái tình trạng mà quá tải, gắng sức của hệ tim mạch cũng như là của cơ thể. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng ở những bệnh nhân mà ngừng thở tắc nghẽn thì cái quá trình này nó bị thay đổi. Và bệnh nhân khi mà ngủ thì sẽ không được trải qua một cái quá trình nghỉ ngơi đối với hệ tim mạch cũng như đối với toàn cơ thể. Và một trong những cái đặc điểm chung của bệnh lý ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ và các cái biến cố tim mạch, điều đầu tiên đó là các cái bệnh lý rất là phổ biến. Và như biến cố tim mạch chẳng hạn, đây là một trong những bệnh lý phổ biến nhất, với những bệnh lý như tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, suy tim chẳng hạn. Và bệnh lý ngừng thở khi ngủ cũng vậy, đặc biệt là hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn. 80% những cái bệnh nhân mà có ngừng thở khi ngủ là bệnh nhân bị hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn. Và cái tỷ lệ mà bị hội chứng ngừng thở khi ngủ đó là từ khoảng 4% trong tỷ lệ toàn dân số, đủ để nói đến cái tình trạng phổ biến của cả hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ cũng như là biến cố về tim mạch. Cái đặc điểm thứ hai thì đây đều là những cái tình trạng rất là nguy hiểm, có thể dẫn tới những cái biến cố nặng nề như là tình trạng nhập viện, hay là thậm chí là đột tử hay là tử vong trong đêm nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Và đặc điểm thứ ba đó là tuy nó là những cái bệnh lý, những tình trạng rất nguy hiểm nhưng mà nó không khó để chẩn đoán. Đối với những biến cố về tim mạch thì chúng ta có thể chẩn đoán bằng những cái xét nghiệm, những thăm dò hiện tại đã rất phát triển rồi, như là điện tim, siêu âm tim, thậm chí là những xét nghiệm về thăm dò về mạch vành. Còn đối với bệnh lý về ngưng thở khi ngủ thì chúng ta cũng có thể chẩn đoán được một cách không phải là quá khó khăn nếu bệnh nhân được nhận ra và được chỉ định các cái phương pháp thăm dò như là đo đa kính giấc ngủ. Và cái đặc điểm cuối cùng là đây đều là những cái bệnh lý, những cái tình trạng bệnh mà có thể điều trị được,
qua đó giúp giảm bớt cái gánh nặng bệnh tật và cải thiện tiên lượng bệnh nhân, đặc biệt là ở những bệnh nhân mà có những bệnh lý tim mạch từ trước rồi. Ở đây chúng ta thấy trong quá trình mà cơ chế từ các bệnh lý ngưng thở khi ngủ dẫn đến các bệnh lý về tim mạch, thì các cơ chế chính ở đây đó là tăng hoạt tính của hệ giao cảm, rồi tiếp đó là rối loạn cái hoạt động điều hòa chuyển hóa của cơ thể, và rồi những cái stress oxy hóa hay là những phản ứng viêm, những chất trung gian hóa học gây viêm như anthelotin được tiết ra khi mà bệnh nhân bị ngưng thở khi ngủ mức độ nặng, đặc biệt là trong những trường hợp mà bệnh nhân có giảm cái nồng độ oxy hóa máu khi ngủ. Rồi tiếp đó là các cơ chế dẫn đến như là rối loạn cái chức năng của cái tế bào nội mô trong mạch máu, hoặc là tình trạng mà giảm oxy máu ngắt quãng ban đêm, thì những cái cơ chế này nó sẽ dẫn đến các cái bệnh lý về tim mạch như là suy tim, tăng huyết áp hay là rối loạn nhịp, và hậu quả chung thì nó đều dẫn đến những cái bệnh lý tim mạch ở giai đoạn cuối với cái tiên lượng rất là nặng nề. Trong các yếu tố nguy cơ của hội chứng ngưng thở khi ngủ thì chúng ta thấy là có những cái bất thường về cấu trúc của đường hô hấp trên, hay là những cái bệnh lý về hô hấp mà không ổn định, thì có một yếu tố nguy cơ nó trùng lấp với các yếu tố nguy cơ của bệnh lý tim mạch, đó là tình trạng béo phì. Điều đó lý giải tại sao mà tỷ lệ các cái bệnh nhân mà ngưng thở khi ngủ ở các bệnh nhân tim mạch, hay ngược lại tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch ở những bệnh lý ngưng thở khi ngủ ấy, thì nó chiếm một tỷ lệ rất phổ biến. Một cái nghiên cứu chỉ ra rằng là đối với những bệnh nhân ngừng thở khi ngủ mà không được điều trị thì cái tỷ lệ tử vong sau 10 năm nó giảm xuống rõ rệt, mà chỉ còn 50% so với bệnh nhân mà được điều trị. Nghĩa là những bệnh nhân được điều trị với những biện pháp thì cho thấy cái tỷ lệ sống còn sau vòng 10 năm gấp đôi so với những bệnh nhân mà không được điều trị ở những bệnh nhân mà được chẩn đoán là mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ. Và hiện tại, cái khuyến cáo hiện tại của cái Hiệp hội Giấc ngủ của Hoa Kỳ khuyến cáo trên lâm sàng đối với những bệnh nhân mà có những cái biểu hiện, những cái vấn đề nghi ngờ những bệnh lý về tim mạch, thì để mà chẩn đoán hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì bệnh nhân cần được chỉ định đo đa ký giấc ngủ để chẩn đoán, chứ không phải là đo những cái biện pháp khác như là đo đa ký giấc ngủ tại nhà hay là chẩn đoán bằng những cái bộ câu hỏi sàng lọc. Thì ở đây Hiệp hội về Giấc ngủ Hoa Kỳ khuyến cáo các bệnh nhân này, những bệnh nhân mà đã có những bệnh lý về tim mạch rồi, cần phải đo đa ký giấc ngủ là một cái thăm dò tối ưu nhất để chẩn đoán bệnh lý ngừng thở khi ngủ trong những trường hợp này. Bệnh lý đầu tiên cần nói đến đó là tăng huyết áp. Thì hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ và tăng huyết áp, thì ở đây chúng thấy rằng là hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến tăng huyết áp, hay nói cách khác là dẫn đến tình trạng tăng huyết áp thứ phát mà đã được ghi nhận. Các cái bệnh nhân mà có hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ thì có bị gia tăng cái nguy cơ bị tăng huyết áp. Và chúng ta thấy rằng là ở những cái bệnh nhân mà bị tăng huyết áp ấy, thì cái tỷ lệ ngừng thở khi ngủ nói chung, ngừng thở tắc nghẽn nói chung là 71%. Còn đặc biệt là ở với những bệnh nhân mà có tình trạng tăng huyết áp kháng thuốc. Còn ở với những bệnh nhân mà tăng huyết áp thông thường thì cái tỷ lệ ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn là 38%. Điều này nói lên rằng là ở những bệnh nhân mà tăng huyết áp kháng thuốc ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý để đi tìm xem liệu bệnh nhân có cái hội chứng ngưng thở khi ngủ hay không. Và đó cũng là một trong nguyên nhân mà có thể dẫn tới hoặc làm nặng thêm cái tình trạng tăng huyết áp kháng thuốc của bệnh nhân. Các cái cơ chế mà dẫn đến tăng huyết áp ở cái hội chứng ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn thì bao gồm những cơ chế chúng ta đã vừa nói tới rồi, đó là tình trạng mà giảm oxy máu ban đêm khi ngủ, rồi tình trạng kích thích vào các receptor hóa học, rồi tăng hoạt tính của hệ giao cảm và thay đổi rối loạn hoạt động của cái hệ thống renin angiotensin. Một cái nghiên cứu từ năm 2000 được đăng tải trên tạp chí New England Journal of Medicine thì cũng chỉ ra rằng đối với những bệnh nhân bị ngừng thở khi ngủ với cái chỉ số ADI, đó là cái chỉ số mà số cơn ngừng giảm thở trung bình trong một giờ trên 15, thì có nguy cơ bị tăng huyết áp cao hơn tới 3,2 lần so với bệnh nhân mà có chỉ số ADI là ở mức bình thường là từ 0. Điều đó có thể cho chúng ta thấy rằng cái hội chứng ngưng thở khi ngủ với cái chỉ số ADI từ 15 trở lên là một trong những yếu tố nguy cơ dẫn đến tình trạng tăng huyết áp của bệnh nhân. Và trong điều trị thì chúng thấy rằng là điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn bằng cái liệu pháp đó là thở máy áp lực dương, hay còn gọi là CPAP, thì nó sẽ cho cái hiệu quả mà giảm được huyết áp của bệnh nhân trong cái giai đoạn ngắn. Và cái hiệu quả điều trị nó sẽ được tốt nhất ở những bệnh nhân như sau.
Đó nhất là những bệnh nhân mà có được chẩn đoán hội chứng thở tăng hệ sinh ở mức độ nặng với cái chỉ số ASI, tức là chỉ số ngưng giảm thở một giờ từ 30 trở lên, hoặc là trong những trường hợp bệnh nhân huyết áp mà khó kiểm soát, kể cả đã khi được tối ưu hóa bằng những thuốc điều trị nặng rồi. Và thêm vào đó là những bệnh nhân này thì dung nạp tốt, có nghĩa là tuân thủ tốt điều trị với cái liệu pháp và CPAP, thì đó là những bệnh nhân mà cho thấy cái hiệu quả tốt khi mà chúng ta điều trị bằng CPAP, cả về các cái dấu hiệu của hội chứng thần kinh ngủ cũng như là cải thiện tốt lên huyết áp của bệnh nhân. Một cái phân tích gộp được tiến hành vào năm 2016 lấy dữ liệu từ 5 cái thử nghiệm lâm sàng trên 450 bệnh nhân, so sánh cái huyết áp của bệnh nhân ở những bệnh nhân được điều trị bằng CPAP và so với những bệnh nhân mà không được điều trị bằng CPAP, thì chúng ta thấy rằng là kết quả ở những bệnh nhân mà được điều trị bằng CPAP, tức là được điều trị bằng thở máy áp lực dương đấy, có hội chứng ngưng thở khi ngủ và có tình trạng ép kháng trị, thì cái thông số huyết áp trung bình 24 giờ ở những bệnh nhân mà được điều trị bằng CPAP thì có giảm hơn. Cụ thể là huyết áp tâm thu giảm được 4,7 mm thủy ngân và huyết áp tâm trương giảm được 2,9 mm thủy ngân. Và cái chỉ số thứ hai đó là chỉ số huyết áp trung bình ban đêm ở những bệnh nhân mà được điều trị bằng CPAP có hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, thì cho cái kết quả đó là huyết áp tâm trương của bệnh nhân giảm được từ 1,53 mm thủy ngân. Bệnh lý thứ hai mà chúng ta nói đến đó là một trong bệnh lý rất phổ biến và gây ra rất nhiều gánh nặng bệnh tật đối với những bệnh nhân tim mạch, đó là suy tim. Thì chúng thấy rằng là tỷ lệ bệnh nhân mà ngưng thở khi ngủ ở bệnh nhân suy tim rất cao, là theo các nghiên cứu ghi nhận là từ 50-70% những bệnh nhân suy tim là có hội chứng ngưng thở khi ngủ, và cái tỷ lệ này nó gặp nhiều hơn nam so với nữ giới. Trong suy tim thì những hội chứng ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn và hội chứng ngưng thở khi ngủ trung ương là những tình trạng phổ biến ở những bệnh nhân kể cả suy tim tâm thu cũng như là suy tim tâm trương, kể cả những bệnh nhân mà cần phải nhập viện vì suy tim, lẫn những bệnh nhân mà suy tim mà không có triệu chứng gì cả, chỉ phát hiện qua các cái thăm dò của lâm sàng thôi. Và ngưng thở khi ngủ ấy, thì nó liên quan đến việc mà tăng cái nguy cơ bất lợi, kết quả bất lợi ở bệnh nhân suy tim, bao gồm các cái biến chứng thậm chí là tử vong. Ở đây trong cái nghiên cứu này chúng ta cũng thấy rằng là gì, cái tỷ lệ mà tử vong sau khoảng thời gian 10 năm ở các cái bệnh nhân mà có hội chứng ngưng thở khi ngủ ở các mức độ khác nhau, từ mức độ nhẹ, mức độ vừa đến mức độ nặng, biểu hiện bằng những cái đường màu xanh, màu đỏ và màu xanh lá cây, thì nó thấp hơn rõ rệt so với những bệnh nhân mà không có ngưng thở khi ngủ, là cái đường màu đen ở đây. Thì chúng ta thấy rằng là hội chứng ngưng thở khi ngủ là một trong những yếu tố làm gia tăng cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân suy tim. Bên cạnh đó thì cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân suy tim thì nó cũng tương ứng với các cái mức độ ngừng thở khi ngủ. Đấy, cụ thể ở đây là cái đường màu xanh là những cái bệnh nhân mà không có ngưng thở hoặc là ngưng thở mức độ nhẹ thôi. Đường màu đỏ là những bệnh nhân mà có ngưng thở tắc nghẽn và ngưng thở trung ương mức độ nặng. Thì chúng thấy rằng là những bệnh nhân mà có ngưng thở tắc nghẽn hoặc ngưng thở trung ương mức độ nặng thì cái tỷ lệ tử vong sau 10 năm nó cao hơn rõ rệt so với những bệnh nhân mà không có ngưng thở khi ngủ hoặc là ngưng thở khi ngủ mức độ nhẹ. Trong suy tim thì trong ngưng thở khi ngủ thì các cái cơ chế mà sẽ thúc đẩy hoặc là dẫn đến hình thành hoặc là dẫn làm nặng thêm tình trạng suy tim cho bệnh nhân, đó là cái hiện tượng kích thích cái hệ thần kinh giao cảm, dẫn đến tình trạng tăng các cái áp lực tiền gánh và hậu gánh do các sự thay đổi về áp suất trong lồng ngực khi mà bệnh nhân có hiện tượng tắc nghẽn đường thở gây ra. Kèm theo vào đó là cái hiện tượng mắc thêm cái tình trạng về tăng huyết áp, rồi tình trạng rối loạn về nhịp tim, các cái bệnh lý đồng mắc có thể mắc kèm hoặc có thể cùng xuất hiện ở cái bệnh nhân mà mình khi ngủ. Thì đó là những cái tình trạng mà những cái cơ chế mà dẫn đến xuất hiện hoặc làm nặng thêm tình trạng suy tim ở những bệnh nhân mà mình được khi ngủ tắc nghẽn. Để điều trị các cái bệnh nhân mà có bệnh lý suy tim kèm theo hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, thì cái liệu pháp hiện tại được khuyến cáo ưu tiên hàng đầu vẫn là thở máy áp lực dương, hay còn gọi là CPAP. Thì việc thở máy áp lực dương ở bệnh nhân suy tim thì cho thấy những hiệu quả trong việc mà giảm các hoạt động, giảm hoạt động thần kinh giao cảm ở cả những cái bệnh nhân mà ngừng thở tắc nghẽn cũng như là những cái bệnh nhân mà ngừng thở trung ương mà có suy tim được điều trị bằng CPAP. Bên cạnh đó thì liệu pháp CPAP
cũng làm giảm các cái trạng thái mà rối loạn nhịp tim, những cái bệnh lý mà rối loạn nhịp tim liên quan đến hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ. Đặc biệt là những rối loạn nhịp tim như là tình trạng ngoại tâm thu hay là tình trạng rung nhĩ tái phát ở những bệnh nhân mà có ngừng thở khi ngủ. Bên cạnh đó thì cái việc mà điều trị bằng CPAP cũng cho thấy cái cải thiện hiệu quả rõ rệt lên chức năng thâm thu thất trái và cả chức năng tâm trương ở các cái bệnh nhân mà ngừng thở khi ngủ mà có kèm theo bị suy tim. Trong nghiên cứu này chúng ta thấy là ở những bệnh nhân mà ngừng thở khi ngủ bị suy tim mà không được điều trị CPAP thì chúng ta thấy là sau một tháng theo dõi không được điều trị CPAP thì cái chức năng tâm thu của bệnh nhân thì gần như là không thay đổi gì cả, không có một cái tiến triển gì cả. Ngược lại, đối với những bệnh nhân mà bị ngừng thở khi ngủ kèm theo suy tim mà được điều trị bằng cái liệu pháp thở máy áp lực dương và CPAP thì sau một tháng điều trị thì chúng ta thấy rằng cái chức năng tâm thu của bệnh nhân, cái phân suất tổng máu và thất trái của bệnh nhân có cải thiện rõ rệt ở cái biểu đồ hình bên phải này. Điều đó minh chứng lên cái hiệu quả trong cái điều trị bằng CPAP của bệnh nhân cho những bệnh nhân suy tim có cái suy giảm chức năng tâm thu thất trái cải thiện được sau khi mà điều trị bằng thở máy áp lực dương. Bên cạnh đó thì ở bệnh nhân suy tim thì khi mà bệnh nhân được điều trị bằng cái liệu pháp CPAP thì các cái thông số về giấc ngủ cũng đều được cải thiện rõ rệt. Ví dụ như ở đây là các cái thông số về các cái chỉ số ngưng giảm thở vào ban đêm chẳng hạn, chỉ số AHI thì cũng cải thiện rõ rệt so với cái nhóm bệnh nhân mà không được điều trị CPAP. Rồi các cái chỉ số như là chỉ số oxy nền của bệnh nhân cũng cải thiện rõ hơn so với bệnh nhân mà không được điều trị CPAP. Và cái chỉ số oxy máu thấp nhất trong ban đêm nói lên cái tình trạng giảm oxy máu ban đêm của bệnh nhân thì cũng cải thiện rõ rệt so với bệnh nhân mà không được điều trị CPAP. Cái thời gian mà bệnh nhân có cái chỉ số oxy máu dưới 90% ở những cái bệnh nhân mà được điều trị CPAP thì nó ít hơn rõ rệt, ngắn hơn so với những bệnh nhân mà không được điều trị CPAP. Bên cạnh đó là những cái thông số về giấc ngủ cũng được cải thiện, như là thông số về các cái chỉ số tiềm tàng trong giấc ngủ hoặc là các cái chỉ số vi thức thì cũng được cải thiện rõ rệt ở những bệnh nhân được điều trị CPAP so với những bệnh nhân mà không được điều trị CPAP ở trên bệnh nhân suy tim mà có đồng mắc hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ. Bệnh lý tiếp theo chúng ta nói đến đó là các cái bệnh lý về rối loạn nhịp tim. Cụ thể đầu tiên là bệnh lý hay gặp nhất đó là rung nhĩ. Thì ở những bệnh nhân mà ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ, tỷ lệ rung nhĩ nó là khoảng 5%. Tuy nhiên thì tỷ lệ mắc ở những cái rung nhĩ mắc hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ ở bệnh nhân rung nhĩ thì được báo cáo lên tới từ 32-39%. Tức là một ở những bệnh nhân rung nhĩ thì cái tình trạng mà ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ là rất phổ biến, đúng không ạ? Những cái cơ chế mà dẫn đến các cái bệnh lý về rối loạn nhịp ở bệnh nhân ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ, đầu tiên đó là cái tăng trương lực giao cảm về ban đêm dẫn đến là tăng huyết áp về mặt hệ thống và dẫn đến cái quá trình mà tái cấu trúc lại tâm nhĩ. Các cái cơn ngừng thở thì lặp đi lặp lại dẫn đến những thay đổi về áp suất trong lồng ngực và dẫn đến tình trạng mà giãn nhĩ trái tiến triển cũng như là kéo dài, làm sơ hóa cũng như là phì đại thất trái và nhĩ trái, dẫn đến rối loạn chức năng tâm trương và tâm thu. Và cái việc mà giãn nhĩ trái nó sẽ biểu hiện trên lâm sàng bằng cái việc là làm dẫn truyền nhĩ chậm hơn, giảm cái biên độ điện và cái quá trình mà điện cực nhĩ trái bị phân đoạn dẫn đến quá trình mà tái cấu trúc nhĩ trái. Ở đây chúng ta trên cái sơ đồ này chúng ta tóm tắt lại các cái cơ chế dẫn đến các cái quá trình bệnh lý rối loạn nhịp tim ở những bệnh nhân mà ngừng thở khi ngủ. Đầu tiên đó là các cái áp suất thay đổi trong lồng ngực làm thay đổi các cái cấu trúc của tâm nhĩ dẫn đến quá trình tái cấu trúc, đúng không ạ? Rồi tiếp đấy là những cái hiện tượng gặp phải, hiện tượng gọi là vi thức, bệnh nhân bị đánh thức trong giấc ngủ một cách tiềm tàng, đúng không ạ? Dẫn đến tình trạng đó là tăng hoạt tính của hệ giao cảm. Tiếp đó là cái tình trạng mà giảm oxy máu ngắt quãng đột ngột vào ban đêm. Vừa làm tăng hoạt tính của hệ giao cảm, vừa thúc đẩy những stress oxy hóa. Các hiện tượng này thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng đó là vừa tái cấu trúc của tâm nhĩ cũng như là tái cấu trúc về mặt hoạt động điện trong tâm nhĩ, dẫn đến các cái biểu hiện về rối loạn nhịp trên lâm sàng, thậm chí có thể dẫn đến những cái nguy cơ về đột tử vào ban đêm.
Trên hình ảnh là một cái phân đồ về điện thế trên tâm nhĩ ở cái một bệnh nhân mà bị ngưng thở khi ngủ có rối loạn nhịp. Như chúng ta thấy ở đây là những cái vùng màu vàng là những cái vùng mà phân bố điện thế bình thường của một cái bệnh nhân bình thường, ta sẽ có cái tần số điện thế bình thường biểu hiện màu vàng. Còn những cái vùng màu đỏ ở đây, các quý thầy cô và anh chị nhìn thấy ở đây là những cái vùng có điện thế thấp, tái cấu trúc lại ở những cái bệnh nhân mà có hội chứng ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn mà có tình trạng mà rung nhĩ. Và các một cái nghiên cứu người ta cũng chỉ ra rằng ở những cái bệnh nhân mà rung nhĩ được điều trị CPAP so với những cái bệnh nhân mà không được điều trị bằng CPAP ấy, thì ở những cái bệnh nhân mà không được điều trị bằng CPAP ấy, thì cái tỷ lệ nhập viện là cao hơn rõ rệt so với những bệnh nhân mà rung nhĩ mà được điều trị bằng CPAP. Đây là một cái nghiên cứu theo dõi trong thời gian khoảng 2 năm ở một cái số lượng bệnh nhân mà vừa ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn và vừa có rung nhĩ tương đối lớn, hơn 1.500 bệnh nhân. Thì nghiên cứu này nói lên những cái tác động của cái việc mà được điều trị CPAP so với không điều trị, thì cái hiệu quả rõ nhất ở đây nó là sẽ làm giảm cái tỷ lệ nhập viện ở những cái bệnh nhân mà được điều trị bằng CPAP. Bên cạnh đó thì ở những bệnh nhân mà rung nhĩ có bị ngưng thở tắc nghẽn thì cũng làm tăng cái nguy cơ mà rung nhĩ tái phát sau khi đã được điều trị rồi, và tiên lượng của bệnh nhân sẽ kém hơn sau khi mà được điều trị qua đốt bằng catheter. Rồi những cái bệnh nhân mà ngưng thở tắc nghẽn được điều trị bằng CPAP thì có nó sẽ ít cái khả năng mà tiến triển thành rung nhĩ vĩnh viễn hơn, có nghĩa là bệnh nhân có cái cơ hội được khỏi rung nhĩ hoàn toàn hơn nếu mà khi mà được điều trị bằng CPAP so với những cái bệnh nhân mà không được điều trị bằng CPAP. Và chúng ta cũng, người ta cũng nhận thấy là bệnh nhân mà ngưng thở tắc nghẽn thì được điều trị bằng CPAP thì giảm cái nguy cơ đáng kể cái rung nhĩ tái phát hơn so với những bệnh nhân mà không được điều trị bằng CPAP. Thì trong nghiên cứu này chúng ta cũng thấy rằng một cái nghiên cứu mà từ vào năm 2013 ở những cái bệnh nhân mà rung nhĩ có mắc OSA đúng không ạ, và so sánh cái kết quả bệnh nhân rung nhĩ mắc OSA và không mắc OSA và được thở CPAP và không thở CPAP, thì chúng ta thấy ở đây là cái tỷ lệ mà bệnh nhân khỏi hoàn toàn ấy, hay nói cách khác là tỷ lệ bệnh nhân không tái phát rung nhĩ ở cái nhóm bệnh nhân mà không có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là cao nhất đúng không ạ. Và trong cái nhóm mà ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn ấy, thì cái nhóm mà được điều trị bằng CPAP thì cái tỷ lệ khỏi hoàn toàn tức là thì cao hơn rõ rệt so với cái nhóm mà không được điều trị bằng CPAP, hay nói cách khác là cái tỷ lệ tái phát rung nhĩ ở bệnh nhân mà không được điều trị bằng CPAP thì nó cao hơn ở cả cái nhóm được trị bằng CPAP và đương nhiên cao hơn ở cả cái nhóm mà không có hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ. Bên cạnh rung nhĩ thì còn những có những cái rối loạn nhịp tim khác như tình trạng mà ngừng xoang kéo dài và nhịp tim chậm, thì nó gặp 22% những cái bệnh nhân mà bị OSA từ mức độ trung bình đến mức độ nặng. Ngoài ra thì bệnh nhân mà bị hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ còn có một cái hội chứng, đó là hội chứng nhanh chậm đúng không ạ, khi mà nhịp tim chậm xen kẽ với những cơn rung nhĩ hoặc là với những cái dạng nhịp tim nhanh chất khác. Và cái nguy cơ mà rối loạn nhịp ở thất cũng cao hơn ở những bệnh nhân mà bị mắc cái hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Ở những bệnh nhân mà bị hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì tỷ lệ mà nhịp nhanh thất ở bệnh nhân là cao hơn rõ rệt so với những bệnh nhân mà không có hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Và tình trạng này thì nó có liên quan đến cái nguy cơ ngoại thâm thu thất phức tạp. Và các cái báo cáo cũng cho thấy rằng là ở những bệnh nhân mà bị OSA mức độ nặng thì có sự gia tăng cái nguy cơ đột tử do tim, đặc biệt là trong những cái bệnh nhân mà có cái tình trạng mà suy giảm mức độ oxy máu ban đêm nặng mà chúng ta quan sát thấy ở trên bằng cái cách là đo đạt cái giấc ngủ, thì những bệnh nhân mà vừa suy tim vừa mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn mức độ nặng lại có cái tình trạng mà giảm oxy hóa máu nặng vào ban đêm, thì là những cái người mà có gia tăng cái tỷ lệ đột tử do các bệnh lý về tim đã được báo cáo trong nghiên cứu. Ở đây chúng ta thấy rằng là về tỷ lệ các cái rối loạn nhịp tim thì chúng ta thấy ở những cái bệnh nhân mà có rối loạn ngưng thở khi ngủ mức độ nặng thì là những cái bệnh nhân mà có tỷ lệ mắc các cái rối loạn nhịp tim với tất cả các loại nó cao hơn ở những cái bệnh nhân mà mức độ nhẹ, hay là ở những bệnh nhân mà không ngừng thở khi ngủ biểu hiện bằng những cái cột là màu đen đây. Đó là những cái bệnh nhân mà có cái rối loạn ngưng thở khi ngủ mức độ nặng thì cho thấy là
tỷ lệ mắc các cái bệnh lý rối loạn nhịp như là rối loạn nhịp nhĩ này, rối loạn nhịp nhanh này, rồi rối loạn nhịp chậm đều cao hơn so với những cái bệnh nhân mà có cái mức độ ngưng thở khi ngủ mức độ nhẹ, hay là bệnh nhân mà không có rối loạn ngưng thở khi ngủ. Tiếp đến một cái bệnh lý nữa mà chúng ta cần nói đến, đó là bệnh lý về mạch vành. Thế thì chúng ta thấy là trong ngừng thở khi ngủ chúng ta cũng đã biết rồi là tăng hoạt tính của hệ thần kinh giao cảm này, rồi có tình trạng stress oxy hóa này, rồi tình trạng tăng huyết áp kháng trị và rối loạn chức năng của tế bào nội mô. Thì đó, tất cả những yếu tố đó thì nó sẽ làm rất dẫn đến hình thành các cái bệnh lý mạch vành, như là nặng thêm những cái bệnh lý mạch vành ở các bệnh nhân tim mạch. Bên cạnh đó thì với những yếu tố này thì nó sẽ làm thúc đẩy các cái trạng thái tiền đông máu, đúng không ạ? Rồi làm rối loạn cái chuyển hóa đặc trưng bởi cái đề kháng insulin. Và với những yếu tố này, nếu mà bệnh nhân có tình trạng mà sơ vữa kèm theo thì nó sẽ làm gia tăng nguy cơ dẫn đến những bệnh mạch vành, thậm chí là hội chứng thành cấp, hay là những tình trạng đau thắt ngực không ổn định có thể dẫn đến tình trạng đột tử hay là nhồi máu cơ tim cấp trên lâm sàng. Các cái biện pháp điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ ấy, thì như là CPAP ấy, hoặc là cái phẫu thuật đường hô hấp trên ấy, thì nó cho thấy là giảm cái tỷ lệ mà kết cục xấu, cũng như là tỷ lệ về tử vong về tim mạch, các cái tỷ lệ về bệnh nhân mắc hội chứng mạch cấp hoặc nhập viện cần phải suy tim hoặc là tái thông động mạch vành. Và cái tỷ lệ mà bệnh nhân tử vong ở cái nhóm bệnh nhân mà có cái hội chứng ngừng thở khi ngủ mà không được điều trị thì nó gia tăng hơn so với những cái bệnh nhân mà có bệnh mạch vành mà được điều trị bằng hội chứng ngừng thở khi ngủ. Trong nghiên cứu này thì chúng ta cũng thấy là ở những cái bệnh nhân mà mạch vành ấy, mà được điều trị thì chúng ta thấy rằng ở những bệnh nhân đường nét đứt là những bệnh nhân mà không được điều trị. Đấy, còn cái đường nét liền ở đây là những bệnh nhân mà có bệnh lý mạch vành lại vừa có hội chứng ngừng thở khi ngủ này nhưng được điều trị, thì chúng thấy rõ ràng là cái tỷ lệ tử vong ở cái nhóm mà không được điều trị thì nó thấp hơn rõ rệt khi trong một cái phân tích theo dõi trong vòng khoảng 5 năm. Đấy, tỷ lệ này có thể chỉ bằng 50% thôi so với những cái bệnh nhân mà bệnh mạch vành mà có ngừng thở khi ngủ được điều trị. Và cái bệnh lý cuối cùng chúng ta nói đến hôm nay đó là cái bệnh lý về đột quỵ, đúng không ạ? Thì trong ngừng thở khi ngủ chúng ta thấy rằng là nó sẽ gây ra tình trạng giảm lưu lượng máu về não, rồi giảm cái độ đàn hồi của động mạch. Bên cạnh đấy có hiện tượng là chúng ta tăng cái độ dày của lớp nội trung mạc động mạch cảnh, dẫn đến những cái tiền tố, dẫn đến những cái biến cố tắc mạch ở những cái bệnh nhân mà đã có những mảng sơ vữa từ trước. Và đối với những bệnh nhân mà có chỉ số ngưng giảm thở từ 20 trở lên, chỉ số ASI từ 20 trở lên trong một giờ, thì cái nguy cơ đột quỵ của bệnh nhân là tăng lên là 4,3 lần. Và những cái bệnh nhân mà sau đột quỵ rồi mà bị hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì các cái báo cáo cho thấy nó làm tăng cái nguy cơ tái phát đột quỵ, cũng như là giảm cái thời gian phục hồi của bệnh nhân, làm cái thời gian phục hồi kéo dài hơn. Và để kết luận lại cái bài trình bày hôm nay về hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và các cái biến cố về tim mạch, thì em xin phép có một vài kết luận như sau. Đó là hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ nó liên quan đến nhiều bệnh lý khác nhau và nó rất phổ biến ở những cái bệnh nhân mà có bệnh lý tim mạch. Các cái cơ chế chính làm nặng thêm hoặc là xuất hiện những cái biến cố tim mạch ở bệnh nhân ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, đó là tình trạng giảm oxy hóa máu, tăng hoạt tính của hệ giao cảm, thay đổi cái áp suất lồng ngực và stress oxy hóa. Các bệnh nhân mà có bệnh lý tim mạch mà đồng mắc thêm với hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì có cái kết cục và tiên lượng xấu hơn so với những bệnh nhân mà không có hội chứng tắc nghẽn khi ngủ. Và điều trị hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ bằng CPAP trên những bệnh nhân mà có các biến cố tim mạch thì cho thấy những hiệu quả nhất định ở một số bệnh lý tim mạch về cái tỷ lệ cải thiện cái tỷ lệ tử vong, rồi về cái cải thiện các cái thông số điều trị như trong bệnh nhân suy tim, hay là bệnh nhân rối loạn nhịp, hay là bệnh nhân có cái bệnh mạch vành. Trên đây là những cái chia sẻ về hội chứng ngưng thở khi ngủ liên quan đến những cái biến cố về tim mạch. Một lần nữa em xin cảm ơn quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp đã lắng nghe bài báo cáo. Em xin trân trọng cảm ơn.